ông Giang ông giận quá, ông nói Chúa ơi, xin cho con sai lửa đến đốt cái làng này đi cho rồi. Bởi vì Chúa đến đâu thì Chúa mang ơn phước, mang bình an, mang chữa lành, mang nhiều điều đến. Đáng lẽ ra phải quan linh mời Chúa, mà con lại xua đuổi ngài. Chúa ơi, cho con đốt họ đi cho rồi. Chúa quay lại và Chúa rầy ông Giang, tâm thần nào xui khiến người nói như vậy? Đó không phải là tâm thần của Chúa. Hôm nay họ khép cửa, hôm nay họ không tiếp, chúng ta đi. Chúa dẫn các môn đồ của Chúa đi ra khỏi Samari. Và sau đó một thời gian ngắn thôi, quý vị thấy ở trong Công vụ đoạn 8, bây giờ không phải là Chúa Giê-xu nữa mà có một chấp sự thôi. Chấp sự Philip. Kinh Thánh chép rằng chấp sự Philip đến trong thành Samari. Và bây giờ đoàn dân nghe người giảng, thấy phép lạ người làm, đồng lòng lắng tai nghe người nói. Thì thấy không? Đây là cái lúc họ mở tai, đây là cái lúc họ mở lòng với Chúa. Cho nên đối với thân hội chúng ta cũng vậy. Lúc thế này, lúc thế khác, trách nhiệm của chúng ta, xin Chúa cho chúng ta mỗi người sẽ là cái người hết lòng để giảng đạo, cố quyền. Chúng ta đọc chung với nhau Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu thứ 2, chúng ta cùng đọc để khích lệ chúng ta trở thành một con gạch, trở thành một cái người trả nợ yêu thương cho đồng bào của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc: hãy giảng đạo cố quyền, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng khắc nhịn nhục mà vẽ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Có ao rằng Chúa cho chúng ta nắm cái cơ hội còn mười mấy 20 ngày của tháng 12/2019 này để chúng ta trả nợ yêu thương, để chúng ta đi ra gặp những bó lúa đã chín vàng về trong kho của Chúa. Chúa ban phước cho quý cô, quý bạn chị em. Amen.